Dạ, mà con rắn thì con biết, con thấy là con biết nó, mà con quay lại nhìn thấy nó là hết hồn rồi. Rồi, mấy bạn của con nhà, bạn từ xưa rồi. Trong phim tập này không có đâu. Thì có một người bạn xấu. Tu hành thì phải xả nghiệp, sẽ có một ngày cái họng con ói ra rắn hết. Lúc đó con sẽ không còn bị xui xẻo thế gian. Cộng mình hỏi ra rắn, mắt của mình, mũi mình ra con sâu, con trùng, con bọ, ghê lắm. Mấy cái bụng mình giống như con dung gì vậy. Cái ô quế nó rực, nó rạc. Thấy chuột thì là có người nói xấu mình đúng không? Mấy chuột nhất rồi đó. Thấy rắn là có bạn xấu. Thấy mình bay thì là tốt, thấy nước là tốt, thấy Phật là tốt, là mơ có nhiều giấc mơ, thấy người yêu cũng không? Rất là vui quá. Mà không có gì mà lo tu hành, cái gì nó cũng lướt qua, chuyện nhỏ, không có gì phải quan tâm. Chuyện con quan tâm bây giờ là con xưa bị bệnh này, mình giờ nhờ đọc kinh Thiên Tâm hết bệnh rồi, lúc đó cái tâm còn bền vững không, rồi đến lúc mà bề trên thử thách đưa một cái sự việc gì ra thử thách, rồi lúc đó cầm cuốn kinh nặng quá, cầm không nổi cái dễ đãi, lúc đó thì sẽ có ngày đó. Vậy bây giờ mình đang tâm trạng rất thích đọc kinh thì là chưa thử đang trạng này là giống như đang trong lúc mới mà beginning thôi, mà con mới vô Disneyland con chưa chán thử, còn đi chừng 3 ngày cái trò chơi gì cũng đi qua rồi, lúc đó sau này đọc kinh cũng vậy, chưa thiết tâm. Nhưng mà cái lúc mà mình biết hết, lúc đó mới là khó, rất là keo để mình vượt qua. Mình phải giữ cái lời nguyền lúc ban đầu. Lúc ban đầu sao mình phải gán nhớ lúc đó. Nên ai cũng vậy, phải có cái là thời lập nguyện. Vụ lúc nào không còn biết, vui mấy con hay đi tùm lum, hay chỗ sang trọng, hay chỗ bình dân. Vụ lúc nào cũng nhớ trong đầu là lúc mà rời khỏi thiên đình á, lúc thế gian á, là nhất định phải làm cho cái trái đất này trở lại sự công bằng. Thì sư phụ mới được về trở lại. Cho nên bây giờ phải gắng mọi cách làm để nó trả lại sự công bằng của nhân loại. Thì cái lập nguyện đó thì lúc nào cũng nhớ, nên chút xíu gì cũng không có dám làm sai nữa, không? Hôm qua nhiều thử thách chứ còn giờ cũng còn thử thách, lúc nào cũng thử thách. Nghe mình và cận tử nghiệp lúc đó mới bớt thì chứ còn phải còn hơi thở, còn thấy mặt trời là còn thử thách, nên nhớ vậy. Mà dầu cho cái thử thách kiểu nào, con cầm cuốn kinh rồi, con ngồi thiền rồi, cứ mỗi ngày khắc thì đọc trong đó, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không cũng qua hết, không có gì phải lo. Khi biết tu rồi không có gì phải lo, biết tu rồi giống như con ở trong cái nhà này qua mình là không có ra ngoài đó lạnh, an toàn. Mấy chị gì hứa với phụ hội đồng của Phật với Thiên Long Bát Bộ, mấy vị thần ở đây cũng có ông thần, thì khi mà ai mà là đại tử Thiên Tâm, đeo dấu Thiên Tâm thì tất cả các nơi dầu cho lạ, chỗ lạ đối với mình là chỗ lạ, nhưng mà thật sự mấy ông thần biết cũng ở bên kia thế giới có một thôi,
thì là gia hộ cho những đứa con họ Thiên, gia hộ cho những ai mà đeo dấu Thiên Tâm để đọc kinh Thiên Tâm, nên con không có gì phải lo. Con đi đâu trên qua đi cầu này cũng đều là Thiên Tâm hết. Nhưng giờ ngày mai mà con có đi qua Africa thì cái ông thần ở trong cái rừng Amazon Africa ông cũng phải gia hộ nó, tại ông biết mình. Cõi vô hình họ không có phân biệt quốc gia, cõi vô hình chỉ có biết một mình cha đó là Thượng Đế và những người sứ giả của Thượng Đế thôi, họ biết rõ. Nên bất cứ vùng đất nào họ bước tới là những cái gì đó phải ra chào đón. Ở đây cũng vậy, qua kia cũng vậy. Không phải như người Mỹ, thí dụ như mình qua đâu châu, qua Pháp, cái nó nói mình người Việt Nam, người Mỹ, cái nó kỳ thị. Với thế giới kia là không có. Cũng mang là thân người Việt Nam. Con thấy sư phụ đi qua Houston, mấy ông thần ở bên Houston đó, còn thương sư phụ nữa. Tại vì ở Cali thì chỉ như mấy ông thần Cali gặp hoài, chân thần với mấy vị. Còn qua bên Houston đâu lâu qua Ma Hồ cũng còn mừng nữa, đúng không? Ông đâu có kỳ thị sư phụ đâu. Ông là người ở dưới mà. Rồi đi qua New York hay là bất cứ bữa nay mình lên Lake Tahoe, mấy ông vị thần mấy ông cũng ra chào đó, cũng mừng. Ở đâu cũng vậy. Còn cái thế giới mình nó dị biệt nhiều quá, phân biệt chủng tộc, quốc gia, người nghèo, người giàu. Từ đó đó mình mới có sự nghi kỵ lẫn nhau, rồi mới phòng thủ. Phòng thủ phải tốn tiền phòng thủ, phải đi chế vũ khí. Rồi ích kỷ. Giờ mấy ông Mỹ này nhìn mặt phụ nó coi đâu ra gì, đúng không? Mà sau này tụi nó quản hồn hết. Tôi có dặn lại là sư phụ về trời không ai được lấy tượng hay là làm tượng hay là lấy hình phụ thờ, đúng không? Nhưng mà họ cũng vẫn làm, họ cũng vẫn làm decorate hay làm này làm kia. Một chuyển lưng thánh dương xuống trần, không phải là lúc nào cũng xuống, nó phải có chuyện đại sự mới xuống, giống như chuyện cực kỳ quan trọng. Trái đất đang con người đang bị hủy diệt thì sư phụ mới ngồi đây. Phụ mà không ngồi đây mang thân người này bữa giờ mình Liên Xô sẽ không có sụp đổ, tức là cộng sản Trung Cộng sẽ không có bị suy yếu như ngày hôm nay, sắp sửa suy tàn luôn. Rồi nó sẽ lấy hết cái quả địa cầu này nhuộm màu đỏ. Nhân loại sao không có biết trời biết Phật là gì hết. Cũng sao không có cái đạo mới Thiên Tâm ra đời để thống nhất tất cả các đạo. Rồi từ đó nhân loại sẽ từ từ chỉ có hận thù về giết nhau thôi. Và những cái thể chế vô thần họ sẽ đập hết tất cả các tượng trên thế giới. Tượng Chúa, tượng Phật, tượng ông Chọt Washington. Bữa con thấy tụi Black Lives Matter ông đập tượng không? Thì những cái đó nó sẽ trỗi dậy nếu không có sư phụ ngồi đây. Tại vì ngày nào sư phụ cũng monitor cái quả địa cầu, như nói chuyện về với cha. Ở trên đó mấy vị mới thấy những cái lời yêu cầu của sư phụ hợp lý á, thì mấy vị mới phán xuống chuyện nó sẽ không xảy ra. Cũng giống như sư phụ mà không lành trí năm 2018 lập cái đàn thánh khóc xin mẹ xin cha, là hôm nay mình có bom môn tử rồi đó con. Bữa giờ nó đánh Âu Châu quá trời mà đâu có bom môn tử. Tôi bảo đảm nó không có. Mọi chuyện nhiêu thôi thì là con nghĩ nhân loại sau này sư phụ về trời họ có thương phụ không? Chứ đúng là chỉ những cái chuyện khác sư phụ làm, đúng là chỉ lập lại cái đạo. Rồi thêm mấy cái chuyện mà nếu mà bữa không có sư phụ là thằng nghe là nó quýnh là Âu Châu là không còn bóng người.
Đại sư phụ nhất định phải chống chọi với bà Venga. Bà nói Âu Châu sẽ không có bóng người. Tôi nói bà nói sai, bà chỉ nói trước 50% thôi. Tôi là người trời, tôi đi xuống. Hôm nay tôi là tiên tri thứ thiệt, tôi nói sẽ còn bóng người. Hôm nay Âu Châu vẫn còn bóng người. Thì thằng Nga thua. Thế còn bữa mà thằng Nga mà đánh Ukraine rồi là coi như là xong luôn á. Đánh tiếp tục nó đâu có ngừng đâu. Đó chỉ là cái cổng đầu tiên nó diện cớ nó đánh thôi. Hôm nay thì nó thế lực của Nga nó yếu, độc tài nó yếu xuống. Thì khi nó yếu nhóm giờ năm ké là giống như là đầu 4-5 đầu rắn, bây giờ 3-4 đầu rắn bây giờ coi như là bị sức càng nghỉ rộng hết. Còn cái đầu rắn cuối cùng là đầu trung trọng bữa nay nó tiên chiến là sẽ đánh nó không. Kim Nhân Uẩn bữa nay bắn qua tiễn qua bên Nam Hàn quá trời luôn phải không? Thì Trung Cộng cũng căng như là rồi là sẽ đánh. Tôi nói là năm rồng rắn, rồng là năm tới, năm 24 là rồng đúng không? Rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Việt Nam sẽ có máu đào chỉnh ghê. Rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Anh này còn thấy bao nhiêu chuyện những gì cô Lụ nói á. Nếu mà người mà có chút xíu tư duy á, có chút xíu đầu óc thôi, học lớp 3 cũng được. Chứ không có cần học tiến sĩ, thạc sĩ như mấy đại ca bển. Trụ bằng cấp treo đầy nhà mà không, giống như bị điếc vậy, không có hiểu. Bởi vì kêu con lộ cơ, con nói cho họ hiểu để mà họ được sống còn. Bề trên cũng không muốn phạt họ nữa, tại vì con đã xin cho họ rồi. Vậy mà họ cứ chống chọi lại với con hoài. Mà cứ như vậy hoài thì dân lại khổ. Họ muốn cho mấy đại ca mà đầu hàng với cha đó thì chỉ có làm những cái đói, cái thất nghiệp, cái bệnh. Thì ai là người chịu? Thì dân chịu. Thì dân nó đang ở trong cái quốc gia đó. Cha mẹ lãnh đạo, cha mẹ làm sai thì con chết. Thường mỗi lần đói chiến tranh con thấy những đứa trẻ em chết trước đúng không, người lớn đúng không, tại nó yếu hơn. Thì con dân nó cũng giống như là có gia đình lớn, gia đình nhỏ vậy đó. Chạy giặt người lớn có sức chạy, nít chạy không kịp, nít là bị chết đó. Lên đây mình đi chơi vui, cũng đi nói chuyện u sầu của sắp sửa xảy ra của nước Việt nữa. Nhưng mà cái khí hậu á, cái gì nói sẽ trở lại bốn mùa như xưa. Bữa nay nó chưa có trở lại đúng giống như thời xưa. Chỗ nào cần có tuyết thì nên có tuyết. Chỗ nào như sa mạc không có cần nước thì không có cần phải lũ lụt. Gần đây mà thấy trong vòng 2-3 ngày nay Nhật động đất, máy bay nổ, hàng ổn giờ nó bắn qua tiễn ra quá trời. Rồi Trung Cộng đầu năm tặng cho Mỹ, ta nói thường thường đầu năm Tập Cận Bình chúc mừng Biden, chúc mừng nước Mỹ, chúc mừng ngài mạnh khỏe và mọi dạng sự bình an vui vẻ như ý đại khái không. Tập Cận Bình chúc mừng, tao sẽ đánh mày đó. Có ai mà đầu năm thì chúc mừng kiểu đó? Ví dụ con nói ngày thường thì không gì, đầu năm là tiên chiến liền ngay mùng 1 Tết. Nhiều cái thế giới thấy nhựa nó lạ thì bao nhiêu chuyện lạ, rồi chính phủ cũng là người lạ nói chuyện lạ. Ngày nào chính phủ cũng về trời để mà
nói chuyện với trên cái chân hồn á, ba về cũng đi về Việt Nam bàn thảo với mấy vị chuyện này chuyện kia, thì hồi nói chuyện với mấy ông thần nước Việt thường xuyên, tại mấy ông là người lo cho nước Việt, cũng nói chuyện với mấy ông thần nước Mỹ, tại vì ba ông là bự nhất mà cha giao phó lo cho sư phụ, đó là ông George Washington là vua nước Mỹ, ông Quan Công là vua nước Tạo, ông Ngài Trận Đạo. Ba vị này là đang điều khiển cái quả địa cầu này nó chỉnh trở lại. Tại nước Mỹ là coi như là mạnh nhất, nước Tàu cũng là mạnh, nước Việt là vì có Phật đầu thai xuống, có thiên tử đầu thai vô, có cái đạo. Cho nên ba ông này là giống như là quan trọng, mỗi lần họp với cha thì thượng đế là ba ông này để làm sao tiêu diệt Tập Cận Bình, tiêu diệt Biden. Ngồi dùng cái chữ tiêu diệt Biden á, thấy bề ngoài là hai nước là không có giống nhau, nhưng mà về hai cái thần hồn của hai ông nội này là cùng phe bên kia. Bên kia tính là cái thần hồn chứ không có tính cái quốc gia hay cái sắc phạm nghe. Biden với Tập là cùng một phe bên cõi vô vi á, tính mình á hả. Nhưng mà biết trong mấy hàng đệ tử hội thiên á, trên thế giới mấy chục triệu người á, cộng lại em nghĩ mình cũng mấy nghìn người đúng không? Âm thầm thì sao không biết, thì mấy vị không có tính âm thầm, mấy vị tính những cái người đã hiểu và đã tin và đã quay đầu rồi lại. Nhưng mà hơn phân nửa số đó thì nghe thụ nói thì cứ đợi đó. Nhưng mà tại vì mấy con đâu phải là những nhà có thần thông đâu mà kiểm nhận thì cũng là được rồi. Chờ những cái kế tiếp xảy ra, thì cái kế tiếp nó sẽ có những cái vị Phật Thánh Tiên khác nữa sẽ hiện lên nữa, rồi nó sẽ có một cái cuộc hội Long Hoa. Khi mà có hội Long Hoa đó, hội Long Hoa thì trong kinh nói, nhưng mà sư phụ cho là một cái cuộc họp toàn thế giới những người yêu nước, trong đó sẽ có Đức Thầy sẽ làm chủ trì cuộc đó nữa. Thì lúc đó tất cả những gì phụ nói là chúng 100%, nước Việt sẽ thay đổi rất là màu nhiệm. Thì là coi như là về phần những gì phụ nói 5 năm là chúng hết. Còn giờ nó chúng chỉ có 90 thôi. Còn họ thiên người cứ lửng lửng nó cũng ok, chờ đi các con. Ở Việt Nam là những cái người người ta, những người mà tin cho phụ tuyệt đối á, những người đạo hòa hảo, và đồng thời cũng đang giống như nhìn thấy cái cảnh ê chề quá khổ đóng, thì họ đa số họ tin. Còn những người đạo Phật cũng lửng lửng là lờ, công giáo thì là lờ lửng lửng, và người bình thường thì cũng tưng tưng, nhưng mà đa số là không có chửi cho phụ. Chỉ có một số chửi là những cái số mà Đảng Cộng sản lập ra, nó dựa vào tiên cơ, dựa vào sấm cơ, nó lập ra thiên tử giả, lập ra mấy chục năm, giống như mình biết ai rồi đó. Rồi tới ngày hôm nay tự nhiên có thằng thiên tử thiện nó xuất hiện, nó lấy hết những cái hot work, những cái công trình của họ làm, chế ra này nọ, rồi ban bệ của nó, rồi cái họ bị sốc vậy đó. Nhưng mà phải có giả mới có thiệt. Cũng nhờ họ mà hôm nay nhiều người mới biết, người ta mới biết, người ta nhìn đó. Người mà biết giả mới thiệt, người ta nhìn, người ta phân tách. Giống như ngày qua sư phụ nói chuyện với ông Quân về chuyện trên đời này đâu có ai một người có tiền mà đi làm mấy cái, đi nói mấy cái chuyện hư ảo này, rồi lại không thích làm tiền, rồi lại đi
qua cái ngành tâm linh này, dùng chữ cái ngành đi, ngành nghề đó. Rồi tự nhiên vợ con đàng hoàng, giàu có không muốn. Tối ngày cứ lén vợ đi ngồi thiền, là sư phụ lén với cái bà sư mẫu cũ hả, cả năm trời đi đi tu á, ở đâu có chịu đâu. Rồi building này 4-5 cái, tự nhiên lấy cái building đi mở chùa, bả nổi điên mỗi ngày bả qua bả chửi mấy ông thầy. Ở đâu có biết tu, ở đạo ông giáo mà. Một bên thì Chúa tha, một bên thì bị nghiệp á, câu á. Cho nên mấy đứa con lớp sư phụ nó đạo, hiện giờ nó đạo ông giáo. Thì xin nè, làm mấy chuyện dị ứng không à, rồi nhân viên rồi nó chửi mày rảnh quá, tao làm tiền cho mày rảnh, cho nên bị bao nhiêu trăm nghìn đắng cay. Rồi mấy thằng Mỹ nữa, mấy thằng Mỹ nữa, công ty, tại cái hàng cái chùa của mình hồi xưa nó là công ty đúng không, phụ ngăn ra là bỏ máy vô, mấy Mỹ nó qua nó audit cái hãng, cái chỗ mày làm tiền mấy cái gì mà tự nhiên mày giờ mày còn khờ trong này, thờ cúng nữa. Unprofessional. Chỗ ok đó, tụi nó quậu, nó là chửi là tụi mày đặt đồ tao làm, mày không đặt thôi tao thích. Unprofessional. Mỹ cái gì là professional, nó mới tôn trọng. Thì sau đó từ từ ở vô hụt mới đi mua cái building bây giờ nè, là 150.000 square feet đó. Mới dọn ra ok rồi. Mày không có muốn tao vừa tu với vừa làm cùng chỗ, thì hôm nay ta làm riêng đúng không, thì mình mới có chỗ riêng đó. Rồi cuối cùng vừa bước vô thấy cái bức tranh màu xanh mình vẽ nó còn chửi nữa, mày dọn qua đây mà mày coi không vậy đó, tại chỗ cái này không phải của tao, cái này là của God, thì tao làm việc cho God thì đâu cũng có dấu hiệu của God, thôi cũng tạm được đi. Cái nó cho bức tranh này cũng giống như là bức tranh đẹp đẹp đúng không, ok đúng không, nhưng mà mấy nhân viên nó lì đó, nó đâu có phục đâu đó, mất bao nhiêu cái đó cũng không mua núi, cũng là tiền xây binh cái hồ không, để dành cả đời đúng không. Rồi không danh không lợi, không nhận động nghe quỷ, không có tới ngày hôm nay cũng không có xin ai đồng nào, tại xin là bị nghiệp á, phải trả nợ. Nhân nợ quỷ không có chính trị, nghĩa là mình có cái ẩn ý sau lưng, mình dùng từ thiện, mình dùng cái bề ngoài mình hiền từ, rồi cái mình bên trong mình mưu mô để mà vận động để mà lấy lá phiếu, thì chú không có cái tâm đó, thì chú hội đồng không có chính trị. Thì cái nhiều người nói ủa bắt đầu mày nó không chính trị sao bây giờ đó, cơ trời khác, cơ trời cái số mệnh tôi nó đi như vậy là thật sự vô đâu có muốn, hay là vận động gây quỷ, hay là người ta bỏ phiếu mình gì đâu. Giống như mấy cái kiểu giống như mấy thằng bạn ở Nam Cali á, thì mới gọi là chính trị không, phải không? Bọn này cơ trời chân mệnh nó là khác. Nhìn đi, giờ thí dụ như thù nói chính trị ngay lúc này nè, thù có thể có người tính cả nước Mỹ, thù có thể lấy cái chức chủ tịch cộng đồng San Jose người Việt á, là thù kêu người Việt bầu là đưa trên 1.000 người thôi là có officially làm được rồi đó. Còn mấy ông chủ tịch này là mấy ông cộng sản đưa ra, tự mấy ông có 5 người ngồi ăn trong cái nhà hàng, cái ông bầu nhau không à, dân không có bầu. Ông chủ tịch cộng đồng này đâu, dân ghét lắm, tự mấy ông ngồi ăn nhau cái là mấy ông đưa lên thôi. Còn nếu mà thanh sò mà thời xưa đó, những cái năm thời năm thập niên 80 á, là dân San Jose phải bầu trên 1.000 lá phiếu hay gì đó, là người đó mới là chủ tịch cộng đồng của người Việt. Rồi lúc đó mới đại diện cho khối người Việt nói chuyện với người Mỹ, chứ họ muốn cái chức là với ạ. Thế sao rồi ông làm? Thì nói về giải thích được là những chị không có hà ham mấy cái đó. Tới phút này là tới phút cơ trời đi giờ chó, và thì giờ đảng cộng sản bắt buộc đi như thầy thế này, thì mấy vị mới kêu sư phụ mới đi tuyên bố là sau này là phải đợi thời vua kiệt hồi quy. Bây giờ giàu cho cái cuốn kinh của đức thầy có coincidence nó matching, nó sư phụ coi như là ông thợ mộc ông đặt trùng tên đi, giàu cho cái đó có trùng tên đi nữa,
nó cũng là một cái tên. Bây giờ chẳng lẽ cũng kinh Đức Thầy nói chớ nóng nảy sang chi hư việc, phải đợi thời vua Kiệt Hồ Quy. Diễn thằng kiệt nào nữa đâu, có thằng nào kiệt nào đâu, hiện giờ không lôi ra đi không. Rồi trong đó là tất cả những gì mà hôm nay Phụ Linh Mạng nói, trên truyền thông nói, đều là từ ở trong kinh đã nói cả nghìn năm, mấy trăm năm không, đâu phải là mới gì đâu. Để mà khi mà cái thầy thê nít của thế giới chìm, trong đó nó đi chung luôn cái thầy thê nít bé bi bé bỏng của Việt Nam, thì từ đó đó dân mới biết được là cái định hướng. Tại vì cái dân trí Việt Nam bị nhồi sọ 50 năm, họ rất là thấp, họ không có hiểu gì hết, họ chỉ là cái bao tử thôi và cái xe xua, cái vật chất bề ngoài, họ không còn mà nhiều cái đạo đức hay là hiểu nhiều về tâm linh, cả biết về cha là ông trời, mỗi ngày họ kêu trời, mỗi người thích kêu trời 10 lần đó, mà có ai biết cha là ai đâu, không biết là người nhắc lại thôi. Hôm nay có nhiều người biết chút chút thì huống hồ chi minh dương con ông trời, làm sao họ biết ông trời cả hàng chục nghìn năm mà họ còn quên, có ông trời mới xuất hiện cái năm mấy năm làm gì mà họ biết. Cho nên rất là khó nhưng mà lại là dễ, mà khi họ tin rồi thì họ sẽ quay đầu, họ sẽ biết sợ. Đó là gì, họ thấy quá sức những cái chết gọi là vô thường. Một mùa Covid người chết không kịp từ chối với thân nhân, những cái mùa Covid mình thấy mấy cái hẻm đó, nó gào lên hết, không chết Covid cũng chết đói, thấy cái mạng sống của người rất là mong manh. Thì họ nghĩ lại thì coi như cái ông khùng điên điên này, ông nói thấy cũng trúng đó nghe, lững lững lờ lờ đi mà nó là thiệt, chứ không có cái gì gọi là giả tiên tử hay là minh dương giả. Họ không có nhìn thấy mấy ông rồng trên trời như mấy con ở vùng Bắc Cali, họ không có nhìn thấy những cuộc hội họp giữa sư phụ với thiên địch, thì coi như mà họ quên mấy cái phần đó, sư phụ cho mấy con biết hết rồi. Họ không có biết được là trong tay sư phụ có cuốn kinh thư của bề trên dạy là cả mấy trăm trang, những lời trong đó sư phụ chỉ cần lật ra thôi, tụi nói trên mạng này thôi là nó rất là hữu ích của một số người nha. Tại cái số người nó không có nằm trong lĩnh vực đó thì họ không hiểu. Nhưng mà những người mà hiện giờ là giống như sắp bị chết, sắp bị mất tài sản, đang nằm bệnh hay là bị gì á, chỉ cần nghe một chữ thôi là có thể cứu được. Rồi họ mới ngồi, họ mới suy nghĩ, ủa tại sao nước Nga mạnh bây giờ nước Nga lại yếu, tại sao thời tiết hôm nay lại thay đổi ta, chỗ này là có tuyết mà lại không có tuyết, rồi ở bên sa mạc lạc đà đúng ra nó ở trên sa mạc làm sao nó bị lụt lụt nó trôi, rồi tại sao bị sóng thần động đất, tại sao hài quai bị cháy nguyên cái đảo luôn núi lửa, tại sao Cali này là bị cháy bữa giờ mấy năm cháy liên tục, cái lửa trong lòng đất nó nóng quá, chứ không phải là lửa ở ngoài nha, lửa gọi là hồng thủy mà. Trong những kinh điển đó là đến thời mà đại hồng thủy, bây giờ mình là đại hồng thủy. Rồi tại sao Trung Cộng mười mấy năm trước mạnh, cả Obama cũng phải đi phía sau cánh cửa máy bay, mà hôm nay Trung Cộng bây giờ dân lại đói, rồi thiên tai lũ lụt ở Trung Cộng khủng khiếp, rồi thấy lũ lụt bên Trung Cộng không, rồi hạn hán, rồi nạn vô cháu, nạn dịch tay cầm, rồi nạn bò, rồi cái gần nhất là nạn Covid-19, tức là China, chữ Covid chúng ta là China Organization dịch virus, V là virus hả? Chữ C là China nha, chữ Covid chữ C là China, chữ O là Organization, tức là một cái hệ thống, chữ V là Virus,
chia disease. Chữ hai là institute. Chữ D là department. Disease. Hả? DPI virus. D is disease. Thì là đã khác có chữ C là China. Mình cứ nói là chữ COVID thì có chữ C là China. Cái 19 là năm 2019. Đó. Rồi Trung Cộng á, nó có cắm 100 cái lò thiêu mà đốt. Có ngày đó cái sư phụ hỏi mấy gì trên trời, sao Trung Cộng nó chết có mấy trăm nghìn người à, ít quá à. Nó láo, nó chết tới mấy chục triệu người á. Trời ơi, sát người mà thiêu mà cái mùi, cái khói mà lên tới thiên đình luôn á, thì làm gì mà mấy trăm nghìn người. Tại vì cái dân số nó quá đông, nó cho hồi đó Mao Trạch Đông giết 60 triệu người coi như không có giết. Bữa hôm nó cán vô cái Thiên Hồng Môn á, cả chục người á, một đêm một nó clean up sát người cũng y như là trà bông đó, con không có nhầm gì á. Tụi nó ghê lắm. Còn nước Việt mình nó giết không có được là vì mình có người hải ngoại. Cha mẹ đã đưa 6 triệu người ở đây cho nên nước Việt mà còn ngáp ngáp của bệnh. Thế giờ nó muốn giết 100 triệu người mình dễ ợt. Thì cái COVID đó đó là cái Trung Cộng phải không? Rồi tự nhiên mối thù 2000 năm của Chúa, tất cả người Do Thái ngày xưa đó họ ngâm cuồng, họ giết Chúa, đóng đinh Chúa. Chúa mới có lời nguyền là tất cả các ngươi sẽ lưu lạc đúng 2000 năm. Sau 2000 năm các ngươi trả cái trả cái tội thì các ngươi trở lại là sẽ trở về lập quốc lại. Cho nên người Do Thái họ được trở về. Đúng ra cái dãy đất Gaza này là của người Do Thái, là vì người Palestine là cái tội Hamas lấy của người ta, ở lâu quá rồi cái thành của mình, rồi thêm cái băng trình khăn lại binh giật tụi nó nữa. Do Thái chỉ có Mỹ binh thôi, nhưng mà hôm nay trong vòng 8 tiếng nó sang bằng nguyên một cái thành phố, là một cái sức mạnh quân đội cực kỳ hùng mạnh trên thế giới, để mà dằn mặt cả 5-6 thằng trùm khăn giống như Arab Saudi nè, Syria nè, Iran rồi nè. Tụi mày đừng có binh cái thằng này nữa nha. Tao cũng đủ sức để mà kháng cự. Thế cái giải đất là original là của người Do Thái mà, của Chúa mà. Thì hôm nay một cái ác đó bắt đầu tụi nó realize là thôi giờ mình sống hòa bình nha, mình đừng binh nữa để mình hợp lại hòa bình. Thì trong tương lai về phần đó là không còn mà gọi là tụi mà đạo hồi, nó không còn kết hợp lại để nó ăn hiếp người ta nữa. Chế độ Nga Xô khi bài Kính Thiên ra đời, chế độ Nga Xô năm 885 sụp đổ nghe, chừa lại 4 cái dù. Rồi tới hôm nay cái thằng độc tài Putin đó là vẫn còn cái mầm móng của phát xít á, cũng là coi như là xích càng nghĩ gọc mình còn nghe đó, coi như thế lực yếu rồi. Su-35 miss gì đó dở ẹt, quả tiễn xa mà ít 400 gì dở ẹt thì bắn rớt quá trời. Nếu mà giỏi cái nước như con kiến đánh làm gì mà chết tới 300-400 nghìn người. Vũ khí phải kiệt quệ, phải đi qua năn nỉ thằng mập là Bắc Hàn mũi để mà mượn vũ khí rồi lấy drone của Iran. Thì là coi như là trong tương lai, hiện bây giờ là nó đã thua rồi, tương lai không ai dám mà chơi với Nga và cũng không ai dám mua vũ khí của Nga luôn. Thì coi như hai con rắn xong. Còn cái đám đầm lầy ở Mỹ này cũng là một thế lực ở trên nói, một thế lực mạnh. My friend nữa, thì hôm nay đem ông Trump ra thưa cả trăm vụ kiện, thưa tào lao không, cuối cùng ổng cũng vẫn hiên ngang, vẫn là thắng. Mấy con thấy có màu nhiệm không? Nãy thì ok mấy chuyện màu nhiệm á. Là ba thế lực, rồi ông Trump sắp sửa trở về tòa Bạch Ốc. Không có cái ông Trump về tòa Bạch Ốc, cái thế giới chúng ta sẽ không bao giờ có ngày bình yên đâu. Nhưng mà công thức làm mỗi người mỗi kiểu. Còn một khi một cái thế lực lực rất là cực kỳ mạnh, quan trọng, đó là cái thế lực quỷ đỏ, tức là Bullion á,
Tại búa liềm hiện giờ vẫn chưa có sang trang. Búa liềm chỉ là sụp đổ bên Liên Xô năm 85, nhưng mà búa liềm đã truyền hoa cho bên Trung Cộng. Thì thằng Út, Đập, và Việt Nam, Cuba sẽ chìm nữa. Thì tất cả những thế lực chìm hết, thì lúc đó đó những cái hiền nó mới trỗi lên lại. Đó là những cái tại sao nãy giờ thuộc kể những cái lạ lạ mà trên thế giới đang xảy ra trong vòng không đầy bao lâu. Hôm nay 5 năm nữa đúng không? Thì sư phụ cũng ra mạng 5 năm là bài trên kêu ra. Chứ sư phụ đã tái sanh là từ năm hồi bên Việt Nam rồi, năm sáu mấy rồi, nhưng mà chưa có được nói đến lúc nào mình phải làm gì làm gì. Đến lúc này là lúc cuối cùng của những cái khổ, thì mấy vị cho nói hơi mạnh hơn, tức là mỗi ngày giống như uống thuốc á, bây giờ nó lợn thuốc rồi phải không? Phải cho nó thẳng, nó mạnh luôn, steroid luôn phải không, để cho nó tỉnh lại phải không? Mà cuối cùng cũng không tỉnh, cũng có một số tỉnh. Và những ngày kế tiếp là những ngày gọi là hào quang tươi sáng, sắp sửa sẽ trỗi lên khắp thế giới này. Và qua cái trận chiến cuối cùng, có những mấy ngày giờ mình khỏi phải lo bom nguyên tử, đúng rồi, tổng cộng là 5 cái. Bây giờ đứa nào lên mạng mà làm 5 cái thì bom nguyên tử, đầm lầy, chùm khang là Muslim, cộng sản. À, nãy giờ tôi kể 5 cái rồi, làm cái đó nó cũng giống như 5 cái khó độ với chiến tranh bệnh tật vậy đó. Thì cái này 5 cái ác này quan trọng, đi xuống một lượt mà. Nếu mà không có những cái lạ này thì cha cũng đâu có cho con của cha ngồi đây nói chuyện. Mà đâu phải cái quả địa cầu này so với vũ trụ như hạt cát, cha chỉ cho có một người con xuống trần thời nay và cho lộ cơ trời. Ai lộ cơ trời người đó sẽ rất là mệt. Nếu mà không phải là con của thượng đế không có được. Nếu người đó là người tu tập có một chút lực, chỉ lộ được cái phần của họ biết thôi. Còn lộ này lộ cả một cái trái đất, cả cái vũ trụ, đâu phải là chuyện tầm thường mà được lộ. Tại vì giờ chót là phải lộ để mà cứu được bao nhiêu người thì cứu. Bề trên cũng cân nhắc. Còn bình thường những vị thầy tu, những vị thầy bói toán, hay là cả những vị thầy lỗi lạc của thời xưa nước Tàu, ai mà lộ cơ là bị kẹt. Còn giáo phụ là con cha lãnh nhiệm vụ để lộ, để mà cứu chúng sanh. Còn nếu mà ngồi mà cứ chấp qua chấp lại, cũng giống như khi mà một người mà như tâm trạng mà bực bội á, con nhìn cái cây của người ta màu xanh đó, con nhìn hồi cũng thấy con đống sâu à, cái bông hoa đẹp không nhìn, nhìn không sâu, hiểu không? Giống như người mà tâm trạng mà vui á, con nhìn thấy cái gì nó cũng đẹp hết, rồi thấy tuyết cũng đẹp. Có nhiều người á, thấy lạnh cái sợ chạy vô, là tâm trạng không có vui. Thì do cái tâm trạng mỗi người. Còn chuyến kiệt này là thiệt là như vậy. Chuyển luân thánh dương, chuyển là luân hồi, chuyển tức là cứ đi vòng vòng, luân là luân hồi, thánh là một à, nói thánh này, chứ thật sự vô không phải là thánh, là con của thượng đế này, vị bồ tát. Dương là sư phụ ở trên trời, là thiên tử, là cũng là dương gia rồi, là xuống trái đất này cũng làm vua, cũng nhiều nhiều nước nhiều lần. Thì cho nên sấm cơ thường nói cái danh từ đó là người ta nói chung là gì, nghe thì ngậu lắm, nhưng mà thực tế cũng là một cái một người ngồi vậy nè, ăn uống bình thường thôi, đi tiết nhiều quá cũng nặng cái đầu sáng cũng tê lên đó. Nhìn thì nó bình thường nhưng mà nó không có bình thường, đơn giản nhưng mà không phải thấy đang giỡn, nhưng mà nó không phải đang giỡn, thiệt vậy đó. Thì có ông Trump là thấy lạ nè, nghe nãy giờ mình kể nhiều chuyện lạ, phụ nói nhiều chuyện lạ, chuyện lạ còn là chuyện lạ, chuyện lạ có lợi cho những người nghe không, đâu có lợi gì đâu. Rồi
hồi xưa mấy vị kêu nói để cho nước Việt thuận thiên, thì chủ yếu xưa chỉ nói là để cho 18 ông bộ là chính trị để mà nghe thôi. Thì bây giờ lon ra cả nước, người ta bắt đầu ta nghe, ta hiểu. Thì hôm nay cuối cùng mấy ông cũng nghe đó, thì mấy ông mới chơi với Mỹ, mới bỏ tàu. Thì nhớ mấy ông bỏ tàu, nhưng mà bỏ liền á thì vị nó ký đầu quá không, cho nên phải bỏ từ từ, cũng giống như giờ á. Còn có một người bồ mới mà không muốn ly dị với chồng cũ, không phải từ từ, không ly dị gắt quá nó điên đó. Thì đại khái Việt Nam mình vậy đó, có một bồ Mỹ mới đẹp trai hơn phải không, chocolate coca đồ, bỏ xì dầu phải bỏ từ từ vậy thôi. Nên bất trọng cũng khổ tâm vụ này lắm, bất thưởng rồi nữa. Nhưng mà song song mấy ổng có sư phụ là người đứng sau lưng lo về mặt tinh thần và cho mấy ổng một cái bãi đáp an toàn, và cho mấy ổng một cái đáp số rất là chính xác. Trung cộng chia 5 sẽ 7, mấy vị nói là bắt buộc phải chia 5 sẽ 7. Thời Đông Châu Liệt Quốc, thời Xuân Thu, nước Tàu là nhiều nước, nó đi hết người ta không à. Nước Việt mình 100 bộ lạc ngày xưa, người Tiều, người Hẹ, người Quảng Đông, Quảng Tây, người Hồng Kông á, cũng là người Việt. Thì nó ăn hiếp, nó làm cho anh em chúng ta rời rạc nhau hết. Rồi cái nó lấy văn hóa nào của hay á, nó làm. Tại là người Quảng Hạ là người núi nghe em, người nhà Thanh, nhà Kim nữa. Ủa mà nó mặc áo hay cái đầu nó hay có sừng sừng á, còn chúng ta là áo đỏ đồ, áo sừng sáng đồ phải không, còn tụi đó không có sừng sáng, nó mặc đồ kiểu thượng mà. Thì hồi xưa là như thế nào thì hôm nay Cúc Kỷ trở về Cúc Kỷ, Trung Cộng sẽ trở về thành Cúc Kỷ là chia 5 sẽ 7. Nếu hồi kể là nước nào là chia 5 sẽ 7, ông Đạt Lai Đồng Ma cũng là một người vị Bồ Tát trên trời xuống, sư phụ cũng là một vị trên trời xuống, nhưng mà sư phụ còn trẻ hơn ổng 30-40 tuổi, lo cho nước Việt. Ổng bây giờ 80 mấy tuổi, ổng lo trên Tây Tạng đang bị Trung Cộng chiếm. Mà bề trên nói một lần cách đây 2-3 năm, ở trên thế giới này có hai người đều một mong ước giống nhau, đều có sứ mệnh giống nhau, đó là muốn giải phóng dân tộc mình và đưa dân tộc mình đến hùng cường giàu mạnh cơm no ấm. Đó là Thái Tử, tức là mấy ông chỉ sư phụ, và một người thứ hai đó là Ngài Đạt Lai Đạt Ma. Và hai người này sẽ đạt được ý cầu sở nguyện của đời này, của tại thế gian này. Nói là cái một kỳ đó thụ mừng má, ổng già thụ nhiều, tôi còn trẻ không còn đi tiếp rồi được phải không, chịu nhiệt độ không độ, ổng già cái này ổng đi ra cái này là ổng chịu đâu có nổi, hay là mình chắc ăn hơn hả. Đó là Tây Tạng sẽ thống nhất, kế đó là Nội Mông. Nội Mông tại vì Trung Cộng á, khi mà nhà Thanh á nó chiếm vô á, là Mông Cổ chiếm nhà Mông Cổ á, thì bây giờ phân nửa nước Tây Tạng bây giờ là nước Tàu đúng không, nó cũng muốn độc lập á. Còn Tân Cương là cái tội mà Kazakhstan vậy đó, là cái thời mã gì ta, trong phim Tam Quốc Chiến có gì mã gì là người Tân Cương đó, mã một cái tướng quân họ Mã vừa quên tên thầy Mã Siêu à. Đó, Mã Siêu thì là Tân Cương mà bữa nay bị lấy nội tạng đó, là sẽ độc lập nghe. Hồng Kông là khỏi nói rồi, Hồng Kông cũng là một nước đó nghe. Rồi sau đó sẽ tới Quảng Đông, Quảng Tây, thì những nước sẽ độc lập, thì lúc đó thế giới này mới bình an. Còn những cái nước đó mà không độc lập thế giới khó bình an. Tại vì khi mà cơ trời đi á, là nước Tàu á, sau này là nước Thần Châu cũng sẽ trở lại, Thần Châu cũng sẽ biết thương yêu và có lễ nghĩa như ngày xưa vậy á. Biết là anh hùng Tàu kiếm hiệp phải không,
hành hiệp chủ nghĩa. Còn bây giờ bên tàu con thấy anh bữa hai chú thấy có cái clip có ông đó dẫn nhỏ bồ đi phải không, cái đi tới ông cống, ông làm sẵn cái ông cống phải không, vợ ông cống đạp nhỏ bồ xuống, nhỏ con không biết nữa, đang nắm tay tình tứ, có cái clip ra. Rồi cái nhỏ đó dưới ông cống cũng mấy ngày luôn á, vậy mà cuối cùng chỉ sống. Cái câu chuyện là tự cái ông bồ này đi mượn tiền nhỏ này nhiều quá, không muốn trả. Bởi vì chắc có bồ mới cái gì đó, đạp bồ mình xuống ông cống. Ý là mình nói là, rồi bữa hổm Thượng thấy có một người con gái bị đầu tiên bị xe đụng nhẹ thôi, nằm ngoài đường. Cái người ta cứ đi qua đi về ngó, không có cứu. Còn cái mấy chiếc xe kia hồi nó cán lại luôn, chết quèo. Tức là đúng ra không có chết. Mà ý mình nói là tại sao người ta không có còn như người Tạo ngày xưa, mà có cái lòng đạo đức để mà đi giúp người, để mà còn hơn là bây giờ đó là họ sống giống như là người thực vật vậy đó. Người không có vô tri, không có còn thương lẫn nhau nữa. Bên Trung Quốc thì ngày xưa không phải như vậy. Tất cả lễ nghĩa trên thế gian này nguồn gốc hồi xưa cũng là từ gốc ở bên đó, cũng là người Việt mình, vua Thần Nông. Hôm nay đạo đức rất là suy đồi, trở lại những cái chuyện lạ thì sư phụ là chuyện lạ. Bây giờ tất cả những chuyện lạ đó bị bạn bè rồi bị xã hội ruồng bỏ, bị bao nhiêu người chửi rủa gần bao nhiêu năm nay, tới thời hôm nay nhìn đi, dù có ham muốn gì mà để làm minh vương hay là làm vua gì đâu, nhưng mà chân mệnh nó là như vậy. Mà bây giờ cái nước Việt ở cái tình thế là như vậy, chỉ có một cái gọi là, nó giống như con coi bao nhiêu phim thần thoại, chỉ có một cái đó nó fix vô thì tất cả mọi cái trục nó sẽ quay lên đó. Còn số vụ mà không có fix vô nước Việt rất là khó đó. Nước Việt mình sẽ chinh chiến tiếp tục, rồi nội mà đốt củi đốt lò tiếp tục, rồi hận thù nhau. Mấy bác hát ô á, là sư phụ đã thuyết phục được, có một số người đã hiểu và lấy ân báo oán. Chứ Phật dạy là sau này khi con về Việt Nam lãnh đạo nước Việt, phải lấy ân báo oán và không có để cho giọt máu. Còn bây giờ đảng giết đảng, con thấy đảng bây giờ là giết đảng rồi. Dân bây giờ hận thù công an, rồi nó lên nó gõ cửa nhà công an khi mà nổi biến. Đó là trách nhiệm của người, làm sao không có đổ máu, không có để đảng giết đảng. Huống hồ chi chuyển qua Mỹ 600-700 tỷ tiền hối lộ, tiền tham nhũng để cho qua bên đây. Nội mà một cái thế lực mới lên đó, đâu có yên. Tối ngày ví dụ mình muốn chơi với quốc tế thì trong gia đình của mình, nước của mình phải hòa thuận với nhau, thì quốc tế người ta mới mới thấy mình đoàn kết, người ta mới giúp đỡ. Giống như ngày hôm qua mấy đứa nói chuyện người Do Thái, tại sao họ cứ nâng đỡ nhau. Ví dụ khách sạn này của người Do Thái thì nó mướn người Do Thái sơn nhà, nó mướn nó đi mua sofa mấy cái tiệm của người Do Thái, rồi nó mướn người Do Thái lót thảm để cho cái nền kinh tế của nó, rồi nó mướn người Do Thái tới đây làm trồng cây. Chỉ có người Do Thái người ta trình độ cao siêu, người ta không có đi dọn phòng hay là đi giặt ăn rồi thôi. Còn bao nhiêu chuyện gì nó cũng là giúp lẫn nhau. Còn người Việt của mình á, hồi nãy tôi kể câu chuyện đó, mấy casino ở Reno với Las Vegas trên này nọ, nó bán tham xe, nó dụ người Việt vô mua không à. Nó biết là sai. Ý mình nói cái chỗ là mấy thằng broker này nó ác lắm, nó biết là nó làm cái đó, nó lấy commission của mấy tụi casino, mà nó biết nó hại người Việt mình sạch túi, vậy mà nó cũng làm được. Chỉ vì cá nhân nó thôi, nó lớn lên ở Mỹ mà. Hồi xưa tôi nhìn thấy tụi không có ưa rồi, nhiều thằng lắm. Rồi cái nó dụ mua tham xe đi, tại mấy casino ế, mua phòng 200.000, 300.000, mua rồi có ở đâu, còn phải đóng tiền cho nó nữa. Tại vì không ai vô quýnh bài thì nó không có tiền đóng tiền điện, đúng không? Nó phải kêu ta, nó vừa lấy tiền mà nó vừa bắt ta đóng tiền điện cho nó hàng tháng.
Vậy mà người của mình biết là đưa người mình đi vào chỗ chết, vậy mà cũng làm ha. Đó một chuyện mình chưa tính. Rồi cái nó dụ mấy bác tiền già thôi, bỏ qua 401k ít lắm, bỏ vô invest này đi, tiền lời cao. Nó cũng nó biết là nó sẽ dụ người ta, nó lấy gần lắm cả 100 triệu dùng San Jose. Cho nên bây giờ mấy bác mà lớn tuổi ở San Jose á, ổng nghe mấy này á, mấy bác sẽ hiểu. Sư phụ là người biết nội bộ, chứ đâu có ai đâu mà lật ra. Tại vì những cái mạng truyền thông của San Jose toàn là của cộng sản không à, không có cái gì mà của người Việt Quốc gia chánh nghĩa ở San Jose hay Nam Cali á. Tụi nó là muốn cho người mình cộng sản, nó muốn cho dân tộc của mình mà ở bên đó nhồi sọ, gọi là ngu dân. Nó không phải muốn cho học khôn, cái bằng chỉ là cái bằng cho từng chơi cho vui thôi. Và đồng thời nó muốn người Việt hải ngoại yếu để mà nó khống chế một cái quốc gia, cái thế lực, để mà nó đưa nước Việt nhập chung với nước Tàu thành ra một cái đảng cộng sản quốc tế. Chứ nó không có muốn một cái nước Việt riêng tự chủ. Việt Nam hiện giờ ai mà nói độc lập tự do tự chủ hoàn toàn là không đúng, đó là nó láo. Cái độc lo tự chủ tại sao làm cái gì cũng phải sự đồng ý của Tập và của Trung Cộng là nó láo. Cho nên đó là một cái mưu mô lớn. Cái độc lập thật sự là người của mình, là quyết định chuyện của mình. Độc lập kiểu gì đâu á, mà nói đường ác linh thôi cũng phải lợi thuộc người ta. Rồi trồng trái cây đưa ra bển cho nó ăn, là xét nó không thích ăn bắt đổ mình cũng phải đổ. Nó thả mang ốc bùi vàng vô nước của mình ngập ra hư hết tất cả cánh đồng lúa miền Nam, mình cũng phải chịu. Trận 14 cái đập cũng phải chịu khổ nhiều cái. Chủ yếu là đã không sẵn, nó muốn nước Việt mình ngu dân, muốn hải ngoại mình nghèo và không có đoàn kết. Nên tại sao Bắc Cali như rời rạc, Nam Cali cũng không có đoàn kết. Người nào có chút xíu làm việc trong chính quyền Mỹ cái nó lấy bao thờ để nó hối lộ. Người nào chửi cộng sản giỏi, miệng rộng chửi cộng sản giỏi mà thô tục á, nó cho bao thờ đó, cái thằng đó quay ngược lại chửi người quốc gia, tức là tiền thôi. Tức là người Việt mình là hại người Việt. Nó không có giống như người Do Thái mà ta thương nhau, ta đoàn kết. Một người như sư phụ xuống trần đã có lập nguyện với Thượng Đế, với chư Phật, con sẽ làm cho thế giới không còn sự bất công. Nếu còn sự bất công, con sẽ không con sẽ tiếp tục tái sanh để mà giúp. Sư phụ nó có kiếp này kiếp cuối cùng của sư phụ ở cõi Ta Bà này. Mà nhìn thấy cái đó con nghĩ là bất công hay không bất công? Thấy chuyện cộng sản nó làm nước Việt á, bất công không? Quá bất công đúng không? Tại sao mấy đứa nhỏ 18 tới 40 lớn lên học như trâu, như bò, như điên, thông minh cực kỳ, cuối cùng á, không có một cái tương lai gì sáng rạng đó. Đi khắp thế giới nha, toàn là đi làm mướn, làm mọi, làm chuyện cực khổ không? Rồi đi đâu cũng để có cái bản. Coi chừng người Việt ăn cắp đồ. Đi qua Nhật ta tiệm buôn bán ta đâu có người đứng tính tiền. Người Việt nhớ trả tiền không có được lấy đồ bỏ túi nghe, chủ nó nhục. Người mình người thông minh mà đâu phải là người Africa đâu, nhục lắm. Chỉ được cái dài thằng nó dạo như pha lóc hay là cửa câu la rồi lòe lọt rồi trên mạng vậy thôi. Tạo cho cả mấy chục triệu đứa nhỏ ăn cái bánh vẽ mơ ước á, tạo cái nguồn mơ ước là để lại gì, để cho nó quên đi cái thực tế nó khổ. Chứ cái mấy cái YouTube này đâu có ăn no được đó, thì vậy hay lắm. Rồi lâu lâu cái đưa cộng tóc nhảy nhảy tóc ra, phải là tóc đó là một cái cỏ gì. Những cái đồ mà của Phật mà lấy ra làm tiền đã là thứ nhất là đã không đúng. Thứ hai, Phật chỉ ngự nơi nào là những vị thầy tu hành căn chánh kìa,
Nhưng mà thời nay nước Việt mấy cái chùa bự có ai tu hành chân chánh. Những gì tu hành chân chánh nằm trên núi cấm, nằm trong hang đá rồi á, thì không ai biết, tại vì mạng truyền thông đâu có tân bốc lên đâu biết. Cả cái núi cấm bị nổ 2 tiếng nổ mà nó còn ém im re luôn mà, chuyện gì mà nó không ém được. Cho nên cả triệu người hàng vô chùa Ba Vàng, bỏ tiền vô coi. Vậy mà họ lại tin. Còn bao nhiêu chuyện lạ tôi không nói, bao nhiêu chuyện lạ thế giới đang xảy ra. Và ngày mai này nè, sắp sửa chiến tranh Biển Đông vậy ra, vừa đói mà nghe, tiền thành giấy rồi nghe, không lo thủ nghe, không lo cho gia đình nghe, không lo xăng dầu, không lo cơm gạo đi. Rồi đừng có nói là chuyện này không có từ bi mà ngày nào á cũng chịu khó lên đây nhắc nhở hoài á, nhắc bao nhiêu năm. Chờ không. Tiên cơ nói là 6 tháng 1 năm. Chờ một ngày thôi. Ô anh nói hoài tôi đâu thấy chiến tranh, tôi đâu thấy chết đói gì đâu. Ủa? Việt Nam một ngày hiện giờ thiếu thuốc. Ở vùng quê đang đói, đang khổ, không có thất nghiệp. Người ta chết, người ta chôn âm thầm, có ai biết đâu. Bao nhiêu nghìn người á, cái đó không mà đói là cái gì. Những cái gì mà xấu, Việt Nam bây giờ là chỉ có nói láo để mà kéo thời gian. Những cái truyền thông họ chỉ là nói những cái đầu tư di mạch đồ vô Việt Nam. Thằng Mỹ nó không bao giờ nó điên cái kiểu đó. Nó không bao giờ nó điên mà trước khi Trung Cộng mà cái thể chế cộng sản vô thần mà sụp đổ, mà nó lại làm thì nó không có, nó chừa một nước Việt duy nhất để mà làm nước cộng sản. Và đồng thời nó cũng biết được á, là cái mầm móng đã là cộng sản thì là mãi mãi sẽ, cái chốt cũng là cộng sản, làm ma cũng là cộng sản. Mỹ cũng biết. Nên gần đây mấy vị kêu nói thẳng, nói thật để cho mọi người trên thế giới định hướng là chuyện nó dễ nhìn, chứ không phải là tự thiên đức kiệt này ngã mạng hay là xưng hô gì cho nghe quý vị. Mình không có cái tánh đó, mà mỗi ngày mình cũng giống như con cờ thôi, ở trên đi như nào kêu làm gì làm đúng vậy, không làm thì cũng cuối cùng những cái hành động, những lời nói đều là tốt cho nước Việt, tốt cho thế giới, không có gì gọi là không tốt. Đây ngồi ngay Lake Tahoe khách sạn này là làm cái quay cái clip nhỏ nhỏ làm kỷ niệm cũng vui. À, còn quay khách sạn này nè, bỏ vô một bếp. Ví dụ trở lại thời mấy chục năm trước, mình cũng không có cần phải mạnh miệng lộ cái chân tướng ngã mạng rõ như kiểu thời nay. Nãy thời nay con người nó chơ như là cục đá, nó thẳng luôn vậy nè, để cho quả mai họ còn có một chút xíu sực tỉnh lại. Dẫn mấy ai nhi lên đây để cho biết Lake Tahoe, tại vì lúc nó nhỏ, giờ lớn lên trên tuyết
cũng là kỷ niệm. Cơ trời đi hôm nay rất là gấp rút, không biết trong tương lai có còn cơ hội về gót về chỗ này nữa hay không. Thì hôm nay đi cũng là một cái kỷ niệm, cũng có mấy hình ảnh, những cái dấu chân đi qua. Tại vì cái gì vậy, có nói sau này cả chiếc xe, chiếc tàu hay là bất cứ cái gì mà cá đồ cá nhân đó, ngài cũng không có thời giờ để mà ngài lái, cũng không có đi đâu hết. Thì lúc đó nó là một khác rồi. Hôm nay có cơ hội đi được thì cứ đi, hy vọng là năm sau sẽ không có đi tiếp nữa, mà năm sau mình đi ra đảo Hoàng Sa, mình tắm biển ở đảo Hoàng Sa của nước mình. Vịnh Hạ Long. Hoàng Sa, tại lúc đó dù lấy Hoàng Sa lại mùa tắm biển Hoàng Sa. Hạ Long là của mình rồi. Còn bây giờ nó là Nam Sa. Nên mốt năm sau để chờ mình về Nam không? Làm xuống Hoàng Sa tắm. Không phải tắm Vũng Tàu hay là tắm Phú Quốc, Phan Thiết đồ xưa rồi, tắm biển Hoàng Sa. Nó là mơ ước chưa sử dụng. Tắm biển Hoàng Sa với đảo không? Đảo này của tôi phải không? Đó là một trăm mấy người lính Việt Nam Cộng Hòa hy sinh chỗ này phải không? Để chùa ra ngoài để siêu cho mấy ổng, khăn chức cho mấy ổng lên làm tước. Cái đầu mình ra ngoài trường xa nữa, trận giặc ma đó, đảo gì đó, đảo đạp ma đó. Đó là cũng mấy chùa, mấy chục người chiến sĩ của quân đội Việt Nam chết ở đó. Tức là sau này khi mà Mỹ mà nó bước Trung Cộng á, nó phải dẹp mấy cái đảo đó, nó không có để Trung Cộng lãng vãng rồi đó. À, là nó phải tìm lại cố chủ. Nó giao lại. Thì cho nên tôi mới thường nói là mấy đại cá bởi nó không có cần tàu ngầm quả tỉ như hết, chỉ cầm mấy cây trúc thôi, đúng không, còn tre nữa, quýt mấy con vịt cho nó chạy về. Tại lúc đó tàu Mỹ nó chặn khúc từ Hải Nam rồi, ngay chỗ biển Đài Loan rồi. Thì ở dưới này là mấy thằng này đâu có ai đâu giờ cứu nó. Nó là chạy còn không kịp nữa, chứ đừng nói chuyện nó lo quýnh mình. Mấy cái đó Mỹ chỉ có giao lại cho những người nào sau này nước Việt đi ngoại giao giỏi để bảo quản, để mà chủ yếu là nó lưu thông là mà Mỹ nó lấy cái đảo làm. Ở đây Jamaica đẹp thiệt, đẹp một quốc gia lớn. Cái tối ngày năng Mỹ ơi, kết nạp tôi thành một tiểu bang của Mỹ đi. Mỹ đâu có chịu Jamaica đâu. Tại vì kết nạp vô nó phải cấp phe, nó phải cấp tiền, nó tức là đời sống công bằng đó không. Cho nên nhiều quốc gia giống như Hawaii nghe, đâu phải là của Mỹ. Người Hawaii tự động nạp đất đưa cho Mỹ để mà thành lập một cái tiểu bang Hawaii bây giờ. Giống như tiểu bang Cali nè, Mỹ nè, với tiểu bang Texas lớn khủng khiếp của người Mỹ mà. Mỹ ơi, kết nạp tôi vô. Sau này Việt Nam cũng vậy đó. Nước Myanmar hay là Lào, Campuchia, Mã Lai, Thái Lan, tới Indo. Việt Nam ơi, kết nạp tôi thành tiểu bang đi. Tại lúc đó Việt Nam mình khôn lắm, 60 người về là mạnh nơi thần. Còn mấy cái vùng, mấy cái nước giống con thấy bây giờ, Nhật bị động đất không thấy không? Từ lửa mấy con mạnh nó chỉ qua cái này rồi, mấy con mạnh sẽ từ từ yếu xuống. Cái nước Việt Nam mình giờ là đang yếu, cũng giống như người bị sida đang từ từ phải không? Bị Covid recover lại, mạnh lên lại, từ bằng strong lại. Việt Nam bây giờ là coi như là tơi tả, như là homeless rồi phải không? Việt Nam giống như homeless rồi. Từ từ mình nắp lại bằng mặc áo vest rồi vô phải không, ăn uống tẩm bổ rồi vô, không đâu có sức mạnh lại, không đâu đi chiến đấu. Ok, lên dọn phòng đi về.
Thank you.